Tôi nói Lão Ngô, bạn không thể nghiêm túc được. Bạn có thực sự muốn kết hôn với Sumi Yun này thực trong tương lai như thế không? Nào? Vậy nếu nó là giả thì sao? Nếu là giả thì không sao. Nếu nó là sự thật, vậy thì tôi khuyên bạn nên nhanh chóng nghĩ ra giải pháp. Hãy để mẹ bạn giúp bạn hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Tại sao? Bạn vẫn chưa biết Sumi Yun này mạnh đến mức nào phải không? Ngụy Quốc Công Hư Đạt quả là người có quyền ở lực. Ở nhà, Hứa Vân Miểu phụ trách nàng. Tôi muốn ăn ngỗng quay vào các ngày trong tuần. Chúng ta vẫn cần hỏi ý kiến của Sumi Yun. Bạn có biết Su Hui sau khi anh ấy tiếp quản ngôi nhà này không? Bạn cũng biết bên ngoài anh ấy phù phiếm như thế nào. Nếu cố gắng đủ, bạn thậm chí còn dám nhưng đánh trước tôi. Mặt Hứa Miêu Văn lại biến thành một con mèo bệnh. Một lần tôi đi chơi với Su Hu Su, tôi tình cờ nhìn thấy Sumi Yun đang mắng Su Hu Su. Su Hu Su bị mắng nặng đến mức không thể ngẩng đầu lên. Ôi chúa ơi, mọi chi phí để phục vụ đất nước, mọi chuyện đều phải qua tay Hứa Miêu Văn. Đây đơn giản là một quản gia. Anh nói rằng nếu anh cưới một người phụ nữ như vậy, không sao đâu, sẽ có những thời điểm tốt đẹp trong tương lai. Vì vậy, Tiểu Vũ, nếu bạn thực sự lấy Sumi, người phụ nữ này đã kết hôn và bạn đưa sẽ giảm nhà. Cân trong tương lai, trong khi mọi việc vẫn chưa được giải quyết. Hãy nhờ mẹ bạn hủy nó cho bạn. Ha ha ha, 4 tuổi, đồ ngốc, không biết gì cả. Người phụ nữ này Sumi Yun thơm đến mức chưa nào. Kể cô còn là người phụ nữ xuất sắc nhất thời nhà. Điều đó này chắc chắn sẽ xếp hạng trong số 3 người đứng đầu. Bạn thực sự có thể vào bếp và đi vào phòng tấm khách. Gương của người vợ, người anh mẹ trai tốt. Của bạn Su bây giờ đang lúc đó chán bạn ghét. Sẽ hối hận, nhưng tiếc nuối cũng chẳng ích gì. Tôi nghĩ Sumi Yun khá tốt, tôi chỉ thích những cô gái như thế biệt này. Biệt thự của hoàng tôi tử chỉ cần Dabiu một cô chủ tôi. Như thế này thôi. Tiểu Vũ, người đã quyết định rồi, vậy thì anh thứ tư chỉ có thể chúc em may mắn. Nhân tiện, đứa con thứ nửa năm sau bạn sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng và chinh phục đất nước. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đó là điều bắt buộc. Trước khi bạn tham chiến, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số tiền. Đến lúc đó, đảm bảo sẽ mang đến cho bạn những bất ngờ bất ngờ. Minh Yun, bạn nghĩ gì về Seo Dabiu? Minh Yun vừa là phụ nữ, tôi biết rất rõ. Thỉnh thoảng, địa vị của phụ nữ chúng ta vốn đã thấp. Về vấn đề hôn nhân của chính bạn, về cơ bản bạn không thể tự mình đưa ra quyết định. Đặc biệt là con gái của một hoàng tử như còn em. Còn hơn thế nữa là tôi không thể tự mình đưa nhưng ra quyết định. Nhưng tại sao phụ nữ lại làm phụ nữ xấu hổ? Minh Yun, hãy nói cho tôi sự thật đi. Nếu bạn không muốn kết hôn với sâu của chúng tôi có thể đi và nói với bệ hạ, hãy để anh ấy chọn chồng khác cho bạn. Thế nào rồi? Cảm ơn nữ hoàng. Vì bạn đã nói như vậy, sau đó tôi sẽ nói cho bạn sự thật. Ngô Vương Điện Hạ là một người rất rất tốt. Nếu bạn có thể cưới anh ấy, tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc trong tương lai. Tôi rất thích Hoàng thượng Vũ Vương, chỉ là có chút lo lắng. Bạn đang lo lắng về điều ta gì? Ta lo lắng mình không xứng với Võ Vương Điện Hạ. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nếu tôi được yêu cầu phục vụ Hoàng đế Dabiu, thế thì tôi rất sẵn lòng. Năm đứa nhỏ của tôi thật tuyệt vời. Chỉ một lúc thôi, anh ấy đã chiếm được trái tim của Sumi Yun. Con trai ngoan thì có gì không xứng đáng? Năm đứa nhỏ của chúng ta trông như thế là nào? Là một người mẹ, tôi biết rõ nhất. Anh ấy quả là một người vô tâm. Sẽ thật tốt nếu một cô gái thích anh ấy, miễn là bạn thích nó. Con của chúng tôi, Tiểu Vũ, để có thể cưới được một người vợ như tôi em, tôi sợ rằng tôi sẽ có thể tận hưởng hạnh thưa phúc trong tương lai. Cảm ơn ngài rất nhiều. Kết hôn với Ngô Vương Điện Hạ cũng là một vinh dự cho ta. Mê mơn, mùi này thơm quá. Làm thế nào nó có thể có mùi thơm Tiểu như vậy? Tiểu Vũ này thực sự không để ý tới điều đó. Kể cả tôi, thậm chí không chồng. Biết anh ấy có kỹ năng như vậy. Tôi em rằng đó là những đầu bếp hoàng gia trong cung điện. Xa nó. Đúng vậy. Võ Vương Điện Hạ thật sự là người kín tiếng. Không có gì ngạc nhiên. Thằng nhóc sông im đó cứ nói với tôi, những bữa ăn trong cung điện thậm chí còn không bằng chủ thứ năm của mình. Tôi luôn nghĩ anh ấy cố tình nói thế. Không ngờ nó là sự thật. Minh Yun, xem ra hôm nay ta cũng đang lợi dụng ngươi. À, vào các ngày trong tuần, Tiểu Vũ, tên nhóc này đã đến cung côn minh của ta nhiều lắm phải không? Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nấu ăn trực tiếp. Tất cả họ đều đến chỗ tôi để ăn uống. Nếu hôm nay không có em Minh Yun, tôi sợ Tiểu Vũ sẽ phải giấu đi. Nữ hoàng, tôi ổn. Tại sao em lại lo lắng thế, cô gái? Sao thực sự đã thực hiện truyền thống của gia đình lão Chu? Nó đã được chuyển tiếp. Tôi có dám hỏi không, thưa bệ hạ? Truyền thống gia đình của họ là gì? Tôi yêu vợ tôi. Có vẻ như tiểu ngũ của chúng tôi rất thích cậu. Nếu không thì, làm sao anh ấy có thể muốn tự mình nấu ăn? Mẹ ơi, mẹ không biết anh chàng Tiểu Vũ này đâu. Nó sao bao nhiêu? Chúng ta đã là anh em hơn 10 năm. Hôm nay mới biết, món sao của Tiểu Vũ hóa ra lại ngon đến vậy. Nó thực sự tuyệt vời. Đáng ghét nhất chính là cái gã Tiểu Vũ này. Họ thậm chí còn không cho tôi ăn một tôi chỉ trước. Nhìn một cách bất lực. Chỉ có thể xem chứ không thể ăn. Mẹ có biết cảm giác này khó chịu thế nào không? Lâu y có thực sự ngon đến vậy không? Ừ tuyệt. Tôi cảm thấy giá như tôi có thể ăn sản phẩm của Seo Dabiu mỗi ngày. Rau xào chắc chắn có thể giúp bạn sống lâu cắt hơn. Lào. Không phải ngươi chỉ muốn đến cung điện của ta dùng bữa không sao? Cần phải vòng vo như thế này. Hãy đến nếu bạn muốn. Chị Nương Diệu Vân, hãy thử xem. Thơm ngon. Thứ tư, chậm lại một chút. Ở đây có rất nhiều món ăn. Không ai cướp nó từ bạn. Này này mẹ ơi. Tôi chưa bao giờ được nếm món ăn ngon như thế này phải không? So với Tiểu Vũ y, các đầu bếp trong phòng ăn hoàng gia của chúng chỉ tôi chỉ xem thôi là chưa đủ. Tiểu Vũ, cậu đã làm gì thế? Chẳng phải cậu đã đứng bên cạnh quan sát khi tôi đang nấu ăn bạn sao? Bạn biết chính xác những gì tôi đã làm. Đồ thứ tư là gần đủ rồi. Nếu bạn tiếp tục ăn, dạ dày của bạn sẽ vỡ ra. Tôi có thể ăn một cái bát khác. Được rồi, đứa con thứ tư. Bạn đã ở trạng thái này rồi. Lúc đó đừng thực sự vỡ bụng nhé. Thế thì nó sẽ là một trò đùa lớn. Ha 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 chị Miêu Vân, nhưng món tô xào này có vị như thế nào? Món ngon cho đời tôi chưa bao giờ có món ăn ngon như vậy.
ngày của các vị thần diễn ra như thế này, nhưng thật đáng tiếc. Đáng tiếc là gì? Thật đáng tiếc cho một bữa ăn như vậy, bạn có thể không ăn được nó trong tương lai. Một hoàng tử nổi tiếng, anh không thể nấu ăn cho em cả đời được phải không? Điều đáng tiếc là gì? Nếu chị Mi-yun thích ăn, sau đó tôi có thể làm điều đó cho bạn đến hết thằng hôi hám này. Không có gì anh ngạc chàng nhiên. Này đã có thể bắt được Su Mi-yun nhanh như vậy. Nó không phải là vô lý. Con thứ tư hãy học theo mẹ nhé. Mẹ muốn con học gì? Bạn có định học nấu ăn từ sâu đậm này bốn ra? Cậu định làm tôi tức chết à? Nếu bạn sinh ra trong một gia đình thường dân, bạn sợ rằng cả đời mình sẽ không tìm được một người vợ nào cả. Không thể được. Mẹ ơi, không phải con thổi chỉ nó. Chỉ cần tôi muốn tìm, nó không giống như bạn có thể tìm thấy nhiều như bạn Bạn muốn. Đang tìm kiếm một người phụ nữ xinh đẹp như bạn mong muốn. Chỉ một, tôi chưa muốn tìm vợ. Ai đã cho bạn sự tự tin như vậy? Có phải bố của bạn không? Tại sao bạn không tin tôi, Liang? Tin hay không, ngày mai tôi sẽ tìm cho bạn một cô con dâu. Được rồi, nếu thật sự có thể tìm cho tôi một đứa con dâu, từ nay mẹ sẽ ngước nhìn con, từ nay mẹ sẽ coi con như người lớn. Làm sao đây? Su Mi-hyun bị tôi cắt đứt, vậy đứa con thứ tư sẽ lấy ai? Mẹ ơi, không phải mẹ luôn nghĩ ra giải pháp sao? Cải thiện danh tính và địa vị của những người phụ nữ để tìm kiếm thêm lợi ích cho họ. Tôi có một đề nghị ở đây. Mẹ ơi, nếu mẹ có thể bạn làm sẽ được trở điều thành này, hậu duệ của thời đại và tất cả những người phụ nữ ở thế hệ tương mọi lai. Mọi người sẽ biết ơn lòng tốt của bạn. Bất cứ khi nào một người phụ nữ kết tôi hôn, sẽ nhớ đến bạn nữ hoàng ân sủng này được trao cho họ. Vâng, Tiểu Vũ, bạn đang nói về cái gì thế này? Rất đơn giản, tôi chỉ cần bạn làm điều đó nhân danh hoàng hậu nhà mình. Lệnh tiếp theo, miễn là tôi là một người phụ nữ nhà mình, khi lấy chồng là phụ nữ, mọi người đều có thể mặc trang phục hoàng gia, vương miện phượng hoàng và siape.